Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay trên kênh của mình đang có hai mẫu giày Pegasus 38. Thì cái thời điểm mình làm video này nó đang sale khá là tốt, giá khoảng trên dưới 2 triệu, thậm chí là dưới 2 triệu. Đây là hai mẫu Pegasus mà mình có trên tay ngày hôm nay. Cái màu đầu tiên, đây là cái đôi này cho nữ nha các bạn nhé. Có phối màu, màu này cũng không phải là màu trắng đâu các bạn ạ, nó màu khoảng hơi xám, đó, trắng hơi xám. Cái đế mình sẽ nói qua chút về hai cái mẫu giày này. Thì cái màu đen này của mình đang là cái bản 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 SE, tức là bản cho người chân bè đó các bạn ạ. Thì nó vẫn giữ được những cái phong cách cái thiết kế đặc trưng của dòng Pegasus, đó là đế zoom nha các bạn nhé. Đế zoom này cải tiến hơn cái đế zoom đời 37, đó là nó có những cái vẹt như này. Bởi vì những đế zoom này thường sẽ dễ nhăn nên là người ta đã thiết kế này, mình nghĩ là để nó bớt nhăn hơn. Tuy nhiên cái phần này nó vẫn hơi nhăn này các bạn này, đó. Giày xuất xưởng nhưng mà cũng đã nhăn rồi nhá, điều này điều khó thể không thể tránh khỏi nhá. Về mặt thiết kế thì mình đánh giá rằng là hai cái đôi giày này, cái mẫu Pegasus 38 thì nó không, gần như là nó không thay đổi nhiều so với lại mẫu 37 đâu. Cái Smooth Nine này sẽ khác một chút này, đó. Rồi cái đế thì mình nghĩ là nó vẫn là loại đế zoom thôi, nó không có gì nó cải tiến nổi bật trừ cái kiểu dáng nó hơi khác một chút thôi. Thì đây là một cái mức giá cực kỳ rẻ, tầm dưới 2 triệu cũng có rồi. Thì bạn nào có nhu cầu order những đôi giày chính hãng của Nike hoặc Adidas vân vân thì có thể liên hệ với mình theo đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo, xin cảm ơn các bạn.